về rồi nhà chịu không? Rồi không chịu rồi sao? Dạ không chịu chắc thôi. Rồi đây là cái đồ nghề của em. Rõ đầu ta rồi. Dạ không, em đang chỉ sửa máy bay thôi, còn người em sửa không được. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Mời bạn. Em tên gì? Dạ em tên là Oanh. Oanh. Kim Oanh. Kim Oanh. Oanh dạ. Đang làm gì nè? Dạ em đang học đại học năm tư. Năm tư là cũng 22 tuổi rồi đúng không? Dạ. Sao thấy có chút ghét gì thiếu anh hả? Thì sao hôm nay phong cách lạ vậy? Bình thường em cũng vậy hả? Dạ bình thường em mặc như vậy đi học. À. Ban biên tập bảo em là em mặc đồ sao em thấy thoải mái và tự tin nhất. Vậy là tự tin nhất là đúng không? Dạ. Ok, chị sẽ tôn trọng ý kiến của em. Chúng ta thử xem cạnh tay chúng ta ăn mặc như thế nào nha. Xin mời. Chào bạn. Cái gì mà chỉ chọn tôi vậy? Trung hậu. Dạ 24 tuổi. À, hiện nay là kỹ sư bảo trì máy bay của công ty Vietjet Air. Bảo trì máy bay. Dạ. Wow, vậy nha. Tức là máy bay hư sửa. Dạ đúng rồi. Hư cũng sửa. Dạ đúng rồi. Đúng em là đã quy trách nhiệm về an toàn kỹ thuật của máy bay. Khi đại học là em học trường đại học Bách Khoa. Máy bay thì đôi khi cũng sống trên mây không à. Thật chắc thì tụi em làm gì dưới đất không à, không có lên mà. Không có lên trên. Dạ, đúng rồi. Nghĩ sao máy bay đang bay một sữa. Bay đáp lên từ cái sữa cho lên. Hỏi trường trường như trời. Tôi sẽ hỏi cụ thể bạn bảo trì máy bay là như thế nào? Sửa cánh máy bay, đọc máy bay, máy bay là như thế nào? Dạ đúng rồi, sửa tất cả máy bay luôn. Chẳng hạn ví dụ như là bánh khi mà bị mòn thì mình thay. Vừa rồi đừng có máy bay rớt cái bánh ra ngoài đó. Rồi bảo trì làm sao? Cái đó không phải của em. Cái ngày mà bạn nghỉ thì bạn làm cái gì? Em cũng đi chơi đá banh với bạn bè, với những đồng nghiệp trong công ty. Mà có đủ được bạn bè nhiều thì em đi chơi, đi phượt. À, còn em bình thường thì những lúc rảnh rỗi ngoài việc học thì em đi đâu, làm gì? Sở thích của em? Dạ, em thích ăn kem. Gì vậy? Em thích ăn kem. Mà sao? Dạ, em về nhà không mà em ở nhà với mẹ. Ở nhà với mẹ hả? Dạ. Rồi chơi bạn bè đồ đông không? Dạ, cũng đông nhưng toàn con gái. Hôm nay có ai cho mình không? Dạ có rất là nhiều. Đâu rất nhiều đâu, ai đâu? Đây nè, dạ. Tôi thấy cái bảng kìa. Cái gì đứa bảng hết đó. Hẹn hò đi quanh. Trời ơi. Ủa là sao bất chấp hết là sao vậy quanh? Em không biết. Em không biết hả? Mà chị thấy em với nhảnh hồn nhiên quá, đủ tuổi yêu chưa vậy trời? Thấy cái bảng là thấy bên đây mừng rồi. Sao bất chấp hết vậy? Hẹn hò đi quanh. Bạn em cũng nói em vậy á. Bạn em nói em sao? Bạn em nói em là chưa chuyển từ con nít qua người lớn. Chưa chuyển từ con nít qua người lớn. Là đang còn lưng chừng lửng đó hả? Trời ơi trời. Hồi đó giờ đã yêu lần nào chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Vậy lần này tới đây là tìm cảm giác mới lạ phải không? Lần đầu tiên phải không? Dạ. Mẹ cho không? Dạ mẹ em không biết. Đi tới đây mà không báo cho mẹ biết. Dạ. Đúng không mẹ hả? Rồi giờ hiện giờ đuổi mẹ coi tivi rồi mẹ thấy ngồi trên này rồi kiếm con trai rồi sao? Dạ không sao. Không sao? Dạ. Rồi dẫn bạn trai về rồi nhà chịu không? Rồi không chịu rồi sao? Dạ không chịu chắc thôi. Rồi. Sao thôi? Không chịu mình phải tìm cách nào chứ, giờ không chịu rồi thôi. Dạ. Đúng rồi. Dạ. 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 Nghe bạn thấy sao? Tự nhiên mình yêu bạn gái tới mức mà chuẩn bị cưới xong dắt về, tự nhiên ba mẹ không đồng ý, bạn vậy thôi luôn. Cái này hơi liều lĩnh. Hơi liều lĩnh đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn sở thích của bạn như thế nào về một cái người bạn đời của mình? Về cái nếu mà người bạn đời của em thì em nghĩ là cá tính, thứ hai là dịu dàng, thứ ba là tóc dài, thứ hai là phải biết nấu ăn. Tóc dài biết nấu ăn. Dạ. Là tôi chuyển về BMI, chuyển về tỷ lệ giữa cân nặng và chiều cao. Dạ. Là cái gì khó hiểu. Tại vì em học bên kỹ thuật, bên em là hỏi cái gì phải có tiêu chuẩn hết. À. Tiêu chuẩn bạn gái giống như tiêu chuẩn máy bay. Thì cũng gần như vậy. Vậy đó hả? Dạ. Chà, cái này khó rồi nha. Tự nhiên mình yêu người nào mình hỏi em đến đo coi chiều cao chiều thấp rồi coi kỹ thuật bò máy móc cái kia rồi sao. Thôi bên đó hơi khó. Bây giờ nè, để bên đây á em khai thác hết rồi bên kia coi được cũng được trả lời luôn, chứ thấy tiêu chuẩn máy bay hôm nay theo cái nổi rồi đó, máy bay biết nổi đây người ta đi dưới đất không à, người ta mang dài chạy bộ đó. Bây giờ bên đó rồi là nấu ăn tóc dài thì tóc dài thì bây giờ một năm sau nó dài được chưa? Bây giờ biết nấu ăn không? Nhỏ xíu vậy chắc ăn không có sao nấu được. Dạ không, em nấu ăn rất là ngon. Ủa thiệt không? Dạ. Nấu được mấy món gì? Trứng lộn hay trứng chiên? Em có thể nấu nhiều món. Tại vì em ở trên em ở trọ nên là em tự nấu ăn đúng đa không? Đa số là em nấu ăn. Rồi bây giờ em muốn cái người bạn trai em là người như thế nào?
Em thích con trai nhìn vô hiền hiền chút. Hiền hiền? Dạ. Hiền là hiền sao? Nhìn vô bắt mắt mà mình nhìn vào là mình thấy anh ấy hiền. Bắt mắt lắm. Nhìn vô là hiền liền. Dạ. Cao thấp mập ốm gì không? Em thích con trai cao hơn em. Cao hơn em được, bên kia cũng thích gái lùn hơn, vậy là được rồi. Còn cái gì nữa không? Em thích con trai học bách khoa. Học bách khoa đúng luôn rồi, học bách khoa hồi nãy nghe nói học bách khoa luôn đó, rồi ra học kỹ thuật rồi ra làm sửa máy bay rồi luôn đó nhà. Tóm lại là bạn thấy những yêu cầu của bạn gái được không? Mình có thể đáp ứng được không? Nghĩ là em thể đáp ứng được. Thể đáp ứng được. Nhưng mà cái vụ mà giống máy bay là không biết mình kia đáp ứng được không mà nhà. Cái vụ đó lạ lắm à. Chắc khó. Nghĩ là thấy mình khó. Khi mà yêu nhau thì thấy mình những cái khuyết điểm gì mình phải bù đắp cho nhau vẫn được. À, bạn quê ở đâu? Dạ em quê ở Đồng Nai. Đồng Nai. Tôi thấy bạn đeo cái chìa khóa gì mà nó lạ vậy? Dạ cái này là cái đồ dùng của em, là khi em đi làm việc cũng như là một người bạn thân thiết em ơi. Mỗi khi em làm đi làm em cầm theo những để sửa những cái hỏng hóc như là sửa nhanh. Ý là nay bạn gặp bạn gái mà con có gì mà sửa mà cái đó luôn. Vậy cũng đúng. Cũng đúng luôn hả? Bây giờ cho nhìn nha, cho nhìn cái trong 2 phút là biết sửa gì chứ gì. À dạ đúng rồi. Trời ơi trời, có đem theo đồ nghề không? Có gì. Coi chừng em pha sửa luôn á. Bây giờ coi chị nè, giờ coi chị có gì sửa giùm chị trước đi, chị cảm ơn nè. Trời ơi, cái gì kỳ vậy trời. Ông hạ cánh giùm tôi cái nghe không? Dạ em hạ cánh thôi. Đây chị. Cái gì vậy? Con ốc theo chí. Đây là cái đồ nghề của em. Gõ đầu người ta hả? Dạ không em nè, chỉ sửa máy bay thôi, còn người em sửa không được. Mà đây đâu có máy bay đâu mà đem đây mà sửa. Cái này là đi làm, con đi hay đi học, đi đâu em vẫn đem theo, phải sửa xem ra nữa. Cứ thấy cái gì còn là dặn. Không dám chê con nào. Chê tôi sao nó chặn cái mỏ tôi lại nè. Không dám chê. Không chê con nào luôn. Trời ơi sao bữa nay gặp toàn thằng độc không. Bạn có thần tượng ai để mình chọn yêu giống giống vậy không? Em thần tượng ca sĩ Mỹ Tâm. Mỹ Tâm hả? Mặt tôi kia giống Mỹ Tâm không? Coi thử coi nha. Thần tượng Mỹ Tâm. Bạn có thích nghệ sĩ nào không? Dạ không. Không có. Thích bạn... người thật chuyện thật. Thích người thật thật đúng không? Bây giờ cái tiêu chuẩn bạn ấy đề ra em có đáp ứng được không? Khó. Khó hả? Dạ. Để xem, nhìn nhau biết khó không? Khó mấy cũng vượt qua hết. Bên đó có biết đi ăn kem không? Bên đây thích đi ăn kem lắm á nha. Bên đây không thích ăn kem mà thích ăn cà rem được không? Rồi, chuẩn bị. Chúng ta sẽ có 2 phút để gặp nhau. Mời màn kéo lên. Trời, tôi tưởng cầm cái mỏ lớp chứ. Cầm bó hoa cũng được. Đầu tiên thì em cũng biết là đồng ý không, nhưng mà gặp mặt là cái duyên nên em phép xin tặng bạn. Cảm ơn. 2 phút bắt đầu. Bạn quê đâu? Em cùng quê với anh ở Đồng Nai. À Đồng Nai. Dạ. Như là bạn ăn rất là ngon đúng không? Dạ. Chắc cái dịp nào mình sẽ bếp thử rồi vài món được không? Hồi là cuối tuần thường bạn thường có đi đâu chơi không? Dạ cuối tuần em về nhà. À về nhà. Là tính cuối tuần đủ đi ăn kem mà về nhà rồi. Về quê ăn kem. Ở Đồng Nai muốn kem được không? Anh có thấy em thế nào? Chúng mày rất là hiền. Em không hiền đâu. À em thích đi phượt không? Thích. Ờ. Nghĩa là phải làm lên kế hoạch cho cái mùa hè sắp tới mà mình đi phượt được không? Chắc được. À được. Hết giờ. Mùa hè này em với anh đi phượt với anh Linh. Nha, các bạn đi phượt nha. Ta để tay vào nút bấm. Và bây giờ có 3 tiếng đếm để chúng ta quyết định là có hẹn hò với nhau hay không. Các bạn lưu ý nhé, sau 3 tiếng đếm nếu đồng ý hẹn hò chúng ta sẽ nhấn nút ngay, và không đồng ý thì chúng ta sẽ không nhấn nút. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 Quanh đó là bất chấp hẹn hò đi quanh. Ở dưới là đến dưới ta để vậy. Hai bạn nha, tôi không biết hai bạn hẹn hò không, mà thấy nhóm bạn của Oanh á ở dưới hồi hộp chờ đợi. Hẹn đi quanh mấy cô này muốn hẹn hết trơn rồi. À đây nè, sửa máy bay bạn không phải đãi kem một người đâu mà đãi hết cái nhóm này nè. Đủ khả năng không? Đủ được ha.
coi như là tuần này thì đi về Đồng Nai ăn kem, hè này là mình đi phượt. Đi đâu nhớ báo chị anh Quỳnh Linh đi ké nha. Cảm ơn hai em rất là nhiều.